Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc đang điều tra, tìm hiểu nguyên nhân cá chết nhiều tại khu vực bờ biển xã Nghi Thiết. Ngày 7 tháng 4, Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An đã đến hiện trường để lấy mẫu, điều tra, tìm nguyên nhân cá chết. Trung tâm Quan trắc Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng đến hiện trường lấy mẫu nước để phân tích các chỉ số. Trước đó, từ ngày 4 tháng 4 đến nay, dọc bờ biển xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc xuất hiện hiện tượng cá chết nhiều. Cá chết trôi giạt lên bãi cát, có nơi cá nằm lẫn trong các bãi đá dưới biển. Đây là hiện tượng bất thường, chưa rõ nguyên nhân, gây lo lắng, bất an cho người dân địa phương. Ủy ban nhân dân xã Nghi Thiết và các ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không thu gom sử dụng loại cá này để làm thức ăn cho gia đình hoặc chế biến thành món ăn để bán trong các quán, mà phải thực hiện việc thu gom, tiêu hủy theo quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường. Năm 2021, Thừa Thiên Huế kế hoạch trồng gần 4.200 hecta sắn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, bệnh khảm lá sắn đang gây hại hơn 1.000 hecta, tập trung tại thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền và A Lưới. Trong đó có khoảng 743 hecta sắn có tỷ lệ nhiễm bệnh hơn 70%. Khảm lá là loại bệnh do virus có tên khoa học là Sri Lanka Kosava Mosaic gây ra, lan truyền qua môi giới chuyển bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống nên khả năng lây lan rất nhanh. Hiện nay vẫn chưa có thuốc phòng trừ. Trong khi đó thì công tác tiêu hủy sắn bị bệnh ở các địa phương diễn ra khá chậm. Ngành nông nghiệp tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng trừ bệnh khảm lá sắn, trong đó yêu cầu khẩn trương nhổ bỏ cây sắn nhiễm bệnh, tiêu hủy bằng cách chất đống để đốt hoặc là chôn lấp tiêu hủy nguồn bệnh, tăng cường kiểm tra kiểm soát nguồn bệnh ngay sau khi trồng nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng diện tích bị nhiễm bệnh. Một doanh nghiệp đã phớt lờ các yêu cầu của cơ quan chức năng, tự ý thay đổi phương thức khai thác khi chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Điều này đang xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Ngoài ra thì việc chở cát bằng xe tải trọng lớn khi lưu thông trên các tuyến đường bê tông nông thôn đã gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng mặt đường khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Mặc dù chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cấp phép bổ sung công nghệ khai thác cát bằng bơm hút, nhưng doanh nghiệp này đã tự ý đưa máy móc gồm 2 máy sàng lọc, 1 xà lan và hệ thống đường ống bơm hút vào khu vực bên trong khu vực khai thác cát. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 5 tháng 4, hoạt động khai thác của mỏ cát này vẫn diễn ra bình thường. Nhiều máy móc vẫn ngang nhiên hút, múc cát lên các xe tải trọng lớn để vận chuyển đi tiêu thụ. Tôi cũng chưa nghe được anh em báo đây, nhưng mà là nếu như mà có nhận được cái thông tin cuộc khởi này vấn đề, tôi cũng chắc chắn là phải là chỉ đạo đỡ rồi là xử lý vấn đề này. Tại vì cái nguồn tài nguyên đây là đỡ cũng theo chỉ đạo của tỉnh là trước đây là đỡ phục vụ cho các cái vấn đề mà xây dựng ở địa phương. Ở đây thì doanh nghiệp lợi dụng cái việc này có thể là chở đi một số lượng cát ra ngoài tỉnh để phục vụ cho các tỉnh khác, thì đó là nó sai với cái quy định của tỉnh. Do đó thì để mà quản lý cái này thì là một cái việc phải cần có cái sự phối hợp hết sức là chặt chẽ từ địa phương, xã, huyện, rồi lực lượng cảnh sát môi trường, rồi thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên và kiểm tra để mà ngăn chặn cái việc này. Mỏ cát ở thôn Hà Giang, xã Sơn Giang do doanh nghiệp Hồng Nguyên khai thác không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật mà còn làm cho cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn. Xe tải lớn cũng thường xuyên chạy chiếm hết phần đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh. Nó là bụi quá, chịu không nấu. Với là trẻ em học sinh đó, là đi qua là nó té là mọt, rồi bùn đất. Bùn đất là bà con tôi chặn giờ nó đổ đá mi, nó không đổ lên. Bây giờ mà xe lớn đi học sinh bây giờ lớp 2, lớp 3 gì nó đi ngang qua là tắm mùa mưa đây giờ đầu đây là té xuống ruộng hết. Nó lắm mình lắm mấy. Còn dân qua đây bà con đây là cứ chặn mà. Mới ông ta làm việc nói này nói nọ, còn người nói giờ bây giờ xe lớn nặng chạy về đường nó rung rinh trong nhà. Khu vực mỏ cát thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hình do doanh nghiệp Hồng Nguyên khai thác từ ngày 7 tháng 8 năm 2017. Trên diện tích 2 hectare với trữ lượng hơn 81.400 mét khối, việc doanh nghiệp đề nghị bổ sung công nghệ khai thác cát bằng bơm hút còn tiềm ẩn việc đãi vàng sa khoáng trên sông Ba. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Sông Hình đã đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh chưa cho phép bổ sung công nghệ khai thác cát bằng bơm hút.